các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới MPI thì đây là tài liệu liên quan tới thợ đào có bán nhiều hay không thì các bạn cũng đã biết là từ đầu tháng 3 tới bây giờ đó thì MPI là con số âm có nghĩa là các bạn thấy được là hầu như không có nhiều động tĩnh liên quan tới những thời đào thì chúng ta cũng đã biết là một là trước đây chúng ta nói thời đào có thể đã bán hết rồi nhưng mà trong thời gian một tháng qua thì những bitcoin đã đào họ đã đem đi đâu thì đương nhiên là các bạn thấy là bây giờ nhiều người cho thời đào khi mà đào ra họ đang lưu trữ lại tại vì họ nghĩ là giá sẽ còn tăng cao cho nên họ mới lưu trữ lại và một trong những cái tài liệu các bạn thấy được là gần đây tuy là thời đào không bán nhưng mà các bạn thấy cái màu đỏ này đường màu đỏ này trên màn hình đây chính là hash rate của bitcoin có nghĩa là tốc độ đào trên mạng lưới bitcoin thì ngày và qua ngày lại càng tăng lên nghĩa là tốc tự đào càng ngày càng tăng lên càng tăng lên cũng đồng nghĩa là sao cũng đồng nghĩa là đào bitcoin cái đường màu đỏ này là cái độ khó của đào bitcoin càng ngày càng tăng lên và tăng lên không ngừng trong vòng một năm qua thì càng ngày càng nhiều tốc độ đào càng ngày càng khó đào hơn tại vì độ khó đào điều chỉnh mỗi hai tuần trung bình khi mà chúng ta thì được là độ tốc độ đào tăng lên thì độ khó đào sẽ tăng lên tốc độ đào giảm thì độ khó đào cũng sẽ giảm à, đây là cái sự điều chỉnh mỗi hai tuần trung bình nhưng mà các bạn thấy được là càng khó đào thì có nghĩa là càng tốn kém hơn thì thợ đào bây giờ đã các bạn thấy được là tuy là càng ngày càng khó đào hơn nhưng mà họ cũng tiếp tục lưu trữ bitcoin không bán thì đương nhiên cho thấy được là cái quyết tâm của dân thợ đào lưu trữ bitcoin là như thế nào chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Bitcoin nạp vào rút ra thì các bạn thấy được là trong cái thời gian hầu như là hai tuần qua thì cái những thanh này đều đi xuống và các bạn thấy được những thanh đi xuống thì nhiều hơn bự hơn là những cái thanh mà đi lên có nghĩa là các bạn thấy được là phân lớn trong thời gian hai tuần qua là nạp vào thì không nhiều nhưng mà rút ra thì rất nhiều thậm chí các bạn thấy được là ngày năm tây thì cái số lượng nạp vào cũng như là năm tây ngày hôm qua đó cái số lượng nạp vào số rút ra đó thì cái số lượng rút ra nhiều hơn nạp vào lên tới 9,2 hai ngàn bitcoin lận chín hai trăm năm bitcoin à, chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến là còn bao nhiêu bitcoin trên sàn thì các bạn thấy được là Hầu như tuần nào, mỗi vài ngày Thuận lại muốn chia sẻ với các bạn là cái đường màu đỏ này cứ cắm đầu đi xuống, có nghĩa là càng ngày càng ít, càng ít Bitcoin đi. Tại vì Thuận muốn các bạn thật sự lưu ý, tại vì cái tình hình này đó, đối với Thuận, cái vấn đề liên quan tới giá cái Bitcoin bùng nổ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như mà các bạn thấy được là không có tin tức nào lớn mà xấu liên quan tới Bitcoin đó, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng thấy là một ngày nào đó gần đây thì mọi người sẽ tỉnh giấc là không còn nhiều Bitcoin trên sàn nữa. Đây đương nhiên là một cái áp lực mua Bitcoin rất lớn Chúng ta bây giờ nói về cái tình hình của Bitcoin ở Hàn Quốc đi Thì các bạn thấy được là bây giờ đã cái đường màu đỏ này là tiếp tục tăng trưởng và Cho đến ngày hôm nay đó cái số giá của Bitcoin ở trên sàn Hàn Quốc So với lại sàn quốc tế đã trên lệch nhau 18,72% Nghĩa là Bitcoin trên sàn Hàn Quốc mắc hơn ở quốc tế lên tới 18,72% thì nhiều bạn cũng comment và nhiều bạn cũng trả lời là tại sao mà những người Hàn Quốc à, nếu như mà như vậy thì đi mua Bitcoin ở nước ngoài đem vào Hàn Quốc để mà mua những xe quốc tế sau đó đem qua sàn quốc để mà bán thì có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà không đơn giản như vậy tại vì nếu đơn giản như vậy thì đã đã không xảy ra cái tình trạng là cái giá chênh lệch cao như vậy giữa xe Hàn Quốc và xe quốc tế lý do là tại vì cái sự di chuyển tiền bạc rất là khó khăn các bạn có thể là bán Bitcoin lấy cái đồng nội địa như là cái đồng won của Hàn Quốc Nhưng mà khi mà các bạn đổi ra đồng đô la để đưa ra bên ngoài trở lại thì lại rất khó Và người nước ngoài trên căn bản cũng không thể nào mà có được cái chương mục trên sàn Hàn Quốc Và người Hàn Quốc cũng khó để mà có được chương mục của quốc tế Cho nên các bạn được là đây là những cái yếu tố dẫn đến là cái nhu cầu tăng mà gặp những cái khó khăn này dẫn đến giá cả trên là rất là nhiều đây là những cái tài liệu mình được chia sẻ với những comment mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tại sao mà cái sự chênh lệch như vậy có nghĩa là các bạn thấy được bây giờ cái sự thú liên quan đến trading ở Hàn Quốc đang rất là cao chúng ta nói tới Ethereum đi thì các bạn thấy được nhìn vào tài liệu những đồng Ethereum nạp vào sau rút ra thì cũng tương tự như là Bitcoin các bạn hiểu được trong thời gian là hai tuần qua đi thì cái số lượng uh, thanh mà đi xuống thì dài hơn là đi lên và cái số lượng ngày mà cái thanh đi xuống thì rất nhiều có nghĩa là càng ngày lại càng có nhiều Ethereum uh, rút ra hơn là nạp vào. Các bạn thấy được, chúng ta tính ngày hôm qua thôi thì đã có 334.000 Bitcoin rút ra nhiều hơn là nạp vào. Và đương nhiên, khi mà cho nhìn tới cái tình hình là còn bao nhiêu Ethereum trên những cái sàn giao dịch thì cũng tương tự như là Bitcoin càng ngày càng ngày càng ít đi. Và các bạn thấy được, chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến cái giá của Ethereum trên sàn Hàn Quốc thì cũng tương tự như được Bitcoin, các bạn thấy đường màu đỏ này đang tăng là rất là nhanh ở thời điểm hiện bây giờ là cái giá trên lệch giữa sàn Quốc và quốc tế đó đã lên tới là 16,83%. Những lý do gì dẫn đến giá Ethereum tăng trưởng thì cũng tương tự như là Bitcoin. Đó chính là liên quan đến cái dòng tiền di chuyển không dễ dàng ở Hàn Quốc và những cái luật cắt giao dẫn đến là cái nhu cầu tăng, cái nguồn cung không nhiều, giá cả tăng rất nhiều. Và thông muốn nhắc nhở các bạn nhớ được là trong cái thời gian mấy tháng qua đó chúng ta nhận được rất nhiều những cái trận đoán giá rất là cao cho Bitcoin và chúng ta cũng đã biết sự khác biệt rất lớn uh, giữa năm 2021 và năm 2017 uh, đó chính là những ai mà đưa ra những trận đón đoán giá này các bạn thấy được là năm 2017 đó thường là là những người giàu thuộc như các bạn hay là những người mà đầu tư nhiều trong thị trường này rất là tin tưởng vào công nghệ đưa ra những cái trận đoán giá rất là cao nhưng mà trong năm 2021, những người mà đưa trưởng đoán giá cao không phải là những đầu tư như thường các bạn mà lại là những ngân hàng lớn. Các bạn thấy được là chúng ta thấy là JP Morgan như là ngân hàng JP Morgan chứng đoán là giá Bitcoin sẽ lên tới 130.000 đô trong cuối năm nay. Và Citibank thì nói là giá Bitcoin sẽ lên tới 318.000 đô. Guggenheim nói là giá Bitcoin sẽ lên tới 600.000 đô. Các bạn thấy được là đây là những trưởng đoán giá mà thậm chí những người mà trong thị trường crypto này lâu năm cũng không có thể đưa ra cái giá cao như vậy 600 ngàn hay là 318 ngàn từ đến cuối năm thì các bạn thấy được là lòng tin của mọi người bây giờ thì vẫn hướng tới 100 ngàn đô hầu như đây là một lòng tin mà được uh, chia sẻ rất nhiều trong thị trường này và cái mức kế tiếp là một triệu đô la cho một đồng Bitcoin nhưng mà nhiều người thì đương nhiên uh, không tin tưởng là sẽ đạt được trong thời gian cái đợt tăng trưởng này, nhiều người nghĩ là phải đợi tới cái Bitcoin halving của năm 2024 sau đó chúng ta mới thấy Bitcoin thực sự là bước đến cái mức là bảy con số. 1 triệu đô la cho một đồng Bitcoin Và một điều khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta có một cuộc bỏ phiếu cũng khá thú vị Cuộc bỏ phiếu này là lần thứ nhì thường đã chia sẻ Và đây là cuộc bỏ phiếu đã xảy ra trong vòng 2 ngày qua Thì các bạn cũng đã biết là Classno đó Classno có chia một cái bài viết là các bạn là loại đồng vật gì Khi mà chúng ta nói tới là lưu trữ Bitcoin Thì đối với lại Classno đó thì chúng ta có thể dùng những động vật dưới biển đi thì Classno nói là tôm là những bạn nào mà có dưới một bitcoin cua là những bạn nào mà có từ 1 tới 10 bitcoin bắt tuột là những bạn nào mà có từ 10 tới 50 bitcoin cá là những bạn nào mà có từ 50 cho đến 100 bitcoin cá heo là những bạn nào mà có từ 100 cho đến 500 bitcoin cá mập là những bạn nào mà có từ 500 đến 1000 bitcoin cá voi là những bạn nào mà có từ 1000 tới 5000 bitcoin và cá voi humpback là những người nào mà có hơn 5.000 Bitcoin và đương nhiên đây không phải là cái bản xếp hạng của thùng Capital đây là bản xếp hạng được chia sẻ bởi ClassNo nhưng mà thường muốn biết là trong cộng đồng của thùng Capital thì có bao nhiêu bạn nằm ở trong cái danh sách xếp hạng của những loài động vật ở biển này đã nằm trong cái danh sách xếp hạng nào thì các bạn thấy là tổng cộng có 384 bạn đã bỏ phiếu và trong 384 bạn này là phần lớn, hầu như là 86% là các bạn nói là các bạn là tôm nghĩa là có ít hơn là 1 Bitcoin, hầu như là 66% các bạn nói là tôm, còn cua có từ 1 đến 10 Bitcoin là 20,05%, còn bạch tuộc thì có 3,16% của 14 bạn nói là có từ 10 đến 50 Bitcoin. Và các bạn thấy là những cái phần dưới này ít hơn nhưng mà thuận thì muốn biết là những bạn nào là cá voi, có 6 bạn nói là có từ 1.000 tới 5.000 Bitcoin và có 24 bạn nói là cá voi bát như là có hơn 5.000 Bitcoin thì trong cộng đồng thuận gặp với đồ thực sự là có nhiều người rất là giàu. Và đương nhiên một chuyên điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó, đây là các bạn xếp hạng tính theo Bitcoin chứ không phải tính theo tất cả crypto. Thường biết là có nhiều bạn có thể là không có nhiều Bitcoin nhưng mà có rất nhiều altcoin. Cho nên đây cũng chỉ có thể phản ánh được một phần của cộng đồng Thuan Capital mà thôi. Thôi nghĩ là cộng đồng Thuan Capital có rất nhiều cá mập, cá voi và cá voi humpback. Tại vì khi mà Thuan chia sẻ cái link của BlockFi thì trong thì rất ngắn đã có hơn một triệu đô la. Bây giờ hình như là 1,3 triệu đô la đã nạp vào BlockFi dưới link refer của Thuan Capital rồi. Có thể nói là nhiều bạn thực sự là có rất nhiều tiền ở trong cộng đồng Thuan Capital. Cho nên đây là những điều mà thú vị Thuan muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. thường hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong cái video này Và đương nhiên những bạn nào mà chưa theo dõi Thuận Capital Trên những mạng xã hội thì có thể theo dõi bằng cách tờ bấm vào có link Ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter Và nếu như bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là Giảm 20% phí giao dịch khi mà đăng ký thông tin Thuận Capital cho sàn Binance à, Nhận được bonus khi mình tham gia vào sàn Bybit, sàn MT sàn FTX, sàn MT là một cái sàn margin mà có hỗ trợ copy trade hay là Binance US, Binance US là một cái sàn Binance dành cho người Hoa Kỳ. Sàn Combi chúng ta cũng đã biết rất nhiều. BlockFi ứng dụng lending có lại thông mới vừa chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì có bonus lên tới 250 đô và crypto coin, cây dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và phân tích on chain mà thuận vừa mới chia sẻ với các bạn. Và thuận hy vọng là các bạn những được nhiều giá trị trong video này. Và Thuần sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.